Chào bạn, mình đã vừa hướng dẫn bạn thực hiện xong món xôi xoài. Đây cũng là một món xôi ngọt đang rất là hot ở trên thị trường. Ở món xôi này thì các bạn cần lưu ý những điểm như sau. Điều đầu tiên thì là ở phần xôi các bạn nên ngâm gạo trước một đêm. Và ở nếu như các bạn làm nhà hàng thì là nên thổi xôi bằng chõ. Còn nếu thổi ít ở trong gia đình thì có thể là nấu bằng nồi cơm điện, giống như mình hướng dẫn vừa rồi. Và tiếp theo đấy chính là phần xoài. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình hay chọn loại xoài cát chu, vì phần xoài này có một vị ngọt rất là đậm đà, và đặc biệt là nó không có xơ, rất là ít xơ. Và một điểm lưu ý nữa đấy chính là khi mà các bạn cho xoài vào cho xôi vào khuôn thì nên lót một cái lớp bao ni lông thực phẩm, bao phin thực phẩm nhé. Hoặc là các bạn có thể phết một lớp dầu thật mỏng để cho khi mà lúc mà mình úp xôi xuống thì xôi nó sẽ dốc khuôn, nó sẽ không bị bám dính vào khuôn. Và những cái yêu cầu thành phẩm của món ăn này thì là xoài chín tươi, có vị ngọt đậm đà và không bị sơ. Về phần xôi thì có một cái vị ngậy từ sữa và từ nước cốt dừa. Chúc bạn thực hiện thành công món ăn này.